Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một quốc gia tuyệt vời và đầy màu sắc, đó là Hà Lan. Hà Lan không chỉ nổi tiếng với hình ảnh những cối xay gió, mà còn có nhiều điều độc đáo và thú vị mà chúng ta có thể tìm hiểu. Hà Lan nổi tiếng với những cánh đồng tulip vô cùng đẹp mắt. Bạn có thể tưởng tượng mình đang đứng giữa những đám mây màu sắc của hoa tulip, từ đỏ rực rỡ cho đến màu hồng và trắng tinh khôi. Đây là một phong cảnh mà các em không nên bỏ lỡ. Hà Lan được biết đến là đất nước của những chiếc xe đạp với số lượng xe đạp gấp đôi so với ô tô. Người dân Hà Lan thường xuyên di chuyển bằng xe đạp và đây là một phương tiện giao thông phổ biến. Một người dân bản địa có thể sở hữu 1 đến 3 chiếc xe đạp tùy từng mục đích sử dụng khác nhau như đi làm, đi học hay đi du lịch. Các em có thể thử nghiệm cảm giác đi xe đạp qua những con đường nhỏ và xanh mát. Ở Hà Lan, có rất nhiều kênh và con sông. Một hoạt động thú vị mà trẻ em có thể thưởng thức là chèo thuyền trên những con kênh nhỏ. Bạn sẽ được nhìn thấy những ngôi nhà màu sắc và cảm nhận hết vẻ yên bình của cuộc sống ven sông. Khiton được biết đến như Venice của Bắc Âu là thị trấn không có đường đất, nổi tiếng với hệ thống kênh và sông. Du khách sẽ sử dụng thuyền để di chuyển trên các con kênh. Hà Lan tổ chức nhiều lễ hội truyền thống thú vị như lễ hội hoa tulip ở Keukenhof, lễ hội Queen's Day ở Amsterdam hay lễ hội Carnival. Đây là những sự kiện vui nhộn và sặc sỡ mà các em không nên bỏ lỡ. Với chiều cao trung bình 184cm đối với nam và 170cm đối với nữ, Hà Lan là quốc gia có chiều cao lớn nhất trên thế giới. Người Hà Lan rất thân thiện và hòa nhã. Các em có thể tìm hiểu về nền văn hóa mở cửa và sự hoan nghênh từ những người dân nơi đây. Có một sự thật tuyệt vời là không có bất kỳ con mèo, chó vô gia cư nào lang thang trên đường phố Hà Lan do người dân rất yêu thú vật. Nếu có cơ hội, các em nên ghé thăm khu vui chơi Efteling, một công viên giải trí nổi tiếng và lâu đời nhất châu Âu, nơi không chỉ có những trò chơi và điểm tham quan độc đáo cho mọi lứa tuổi, mà còn là địa điểm của các chương trình giải trí, các buổi biểu diễn, kịch và sự kiện đặc sắc. Hy vọng rằng, qua chuyến phiêu lưu này, các em đã có cái nhìn tổng quan về đất nước Hà Lan và những điều thú vị mà nó mang đến. Hãy giữ cho tâm hồn mở rộng và luôn sẵn sàng khám phá thế giới xung quanh. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Chúc các em có một ngày đầy niềm vui và sự hiếu kỳ.